liên quan đến thuốc nổ nhưng là dùng để đánh cá chứ không phải là để khai thác vàng. Mặc dù điều này là hoàn toàn cấm nhưng nhiều ngư dân vẫn bất chấp nguy hiểm mang theo vật liệu nổ khai thác tận diệt nguồn thủy sản. Công tác ngăn chặn tình trạng này hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, phản ánh tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo cơ quan công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng đánh bắt theo kiểu hủy hoại môi trường này chủ yếu là ngư dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, ngư dân huyện Lý Sơn. Họ sử dụng số lượng chất nổ lớn làm rung chuyển cả vùng rạn san hô, hàng loạt cá chết trôi nổi trên biển. Quá bức xúc mà, bởi vì bà con ngư dân nước lợ sống ở nhà vào cái hòn rạn này. Mà bây giờ dân khớt địa phương đánh nó dùng thuốc nổ đánh thì tôi hổ thử các anh là có nào dám vô nữa ở nữa. Không y như người ta mà anh đang ở nhà mà đem bom tới dậu tôi biết em mà dám ở trong nhà lao chạy đi trốn vậy dám ở. Mới đây trên tỉnh lộ 621, đoạn qua thôn Phú Nhiêu, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng sử dụng xe máy chở hai bao tải với số lượng 175kg thuốc nổ. Tiến hành khám xét nhà số đối tượng trên và đồng bọn phát hiện thêm một bao thuốc nổ với 35kg thuốc được cất giấu ngoài vườn. Trước đó, tổ tuần tra công an huyện Lý Sơn phát hiện ô tô biển số 76C00572 có dấu hiệu khả nghi nên đã cho xe dừng lại kiểm tra. Phát hiện tài xế Mai Văn Hà, 27 tuổi, điều khiển chở trên xe 38 bao tải, bên trong chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng 974kg thuốc nổ trái phép vận chuyển từ đất liền ra đảo để đi tiêu thụ. Trước cái thực trạng mà ngư dân sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản thì nó đem đến cái hệ lụy là cạn kiệt cái nguồn thủy sản ở trên địa bàn. Thứ hai nữa là ảnh hưởng đến cái nguồn lợi thủy sản ở địa phương. Thì trước cái việc đó thì công an huyện Lý Sơn đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát vào ban đêm. Thì thông qua cái công tác tuần tra kiểm soát này thì công an huyện Lý Sơn đã bắt giữ được một cái vụ vận chuyển gần 1 tấn thuốc nổ ở trên địa bàn và qua đó đã răn đe các đối tượng để mà có cái hành vi buôn bán trái phép cái vật liệu nổ trên địa bàn. Việc sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản với tính chất hủy diệt đã gây không ít khó khăn cho hàng nghìn người dân sinh sống phụ thuộc vào ngư trường này. Ngoài lực lượng công an tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho ngư dân khai thác lâu dài.